Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương Sư Phụ. Chứng minh cho Bần Sĩ. Con là một đứa con nghèo, đứa con dốt, đứa con rất là quê năng mãn hạ, không biết gì hết. Thì hôm nay cũng được lệnh của trời, cha đất mẹ cùng là thầy tổ với tất cả các bậc tiền xưa, mà các ngài muốn lập đời trong thự kỳ. Xin kính thưa quý vị, xin kính thưa anh em, xin kính thưa tất cả đồng bào ba tánh, xin hỏi anh em của mình khắp mọi nơi mọi miền có được khỏe không? Có được an tâm không? Có được bình minh trong lòng không? Gia đình cũng được an vui chứ hả? Nam Mô Di Đà Phật. Đó là Bần Sĩ xin hỏi thăm. Và cùng xin kính chúc, mong cầu anh em Bần Sĩ mới thiết tha đây. Ngày trước 30, 40, 50, 60, 70, bây giờ tới 70 mấy tuổi rồi, thì thân thể con người, tiếng nói, vận động và tinh thần, nhưng tinh thần vẫn còn có được, có thể, và tâm linh được tất cả các vị bề trên, được thánh hiện các ông yểm trợ linh hồn và tâm linh cho Bần Sĩ còn ở lại đây để gọi, kêu, nói, nhắn, nhủ, khuyên lơn, chứ không có nói, dám dạy. Dạy là thầy tổ của mình, chứ còn riêng Bần Sĩ xin kính thưa quý vị không dám. Vậy thì hôm nay không xưng hô là khỏe hay mạnh, quý vị hiểu biết hết rồi đó. Thì sự trầm lặng y nhiên, Bần Sĩ xin kính mong tất cả anh em của mình cùng Bần Sĩ. Mình đã đi trên đoạn đường sai. Mình đã đi trên cái ngưỡng vọng lạc nẻo. Mà mình nói mình đã biết tu, ăn chay, niệm Phật, nguyện cầu tất cả ơn trên ban phước lành cho mình và tất cả chúng sanh. Thì bây giờ được tin nhắn mới, được hành tinh mới, được có cách gì cho biết rằng đừng cầu xin phước mà hỏi lại mình có làm phước không, có gieo cái phước không, có đem cái phước có gỡ ngân hàng Tây Phương chưa, mà bây giờ mình xin để đòi lại không. Không xin nữa, không cầu nữa. Mà mình nguyện cầu trời, Phật, mười phương, trời cao đất rộng, thương chúng sanh hạ giới này, phò hộ độ cho chúng con được hồi hướng tu hành, giác ngộ, niệm Phật, và hộ cho con sức khỏe, bình minh để con lo làm phước đức và đạo đức và tu đạo. Như thế chứ mình không được cầu nguyện. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin Đức Mẹ phò hộ cho con và cho con xin phước đức, ban phước lành cho con, ban phước cho con anh, con chị, con khắp mọi nơi, tất cả đồng bạn, ban phước cho họ này kia. Không được, cái đó là dối trộm thôi, chứ chưa phải là kết quả. Hôm nay Bần Sĩ xin nhắc và cùng anh em, cùng với Bần Sĩ hứa đi, hứa đừng lại cầu xin phước. Thì cái bài mà tặng cho tất cả các anh em trong buổi trưa về, nắng trời nắng chang chang, hình như nhỏ từ hột nắng, chứ không phải nắng thường ở tại rừng. Thì xin thưa tất cả các anh em của mình nhé, phải đang cố gắng nhớ lại. Và mình đừng cầu nguyện gì nữa, mà chính mình phải làm bằng cách nào, là một người đang thực tập
đang tu đạo, đang đi theo gót chân của Đức Phật, đang nghe những lời Phật dạy và tình thương mà Phật ban cho mình hơn mẹ hiền thương con dạy vậy. Chúng ta phải ráng cố gắng làm sao có một cuộc hy sinh cuối cùng. Hy sinh này được tập bài mới hết. Thực tế mà nói rằng mình không có cầu cho mình. Nếu mình muốn thì mình đã gieo cái phúc đức phước lành để đạm gửi. Có nhiều vị phước không biết là bao nhiêu vô lượng công đức, nhưng mà cái tâm không thành thì phước ấy nó cũng không còn. Cộng thêm phước huệ song tu, hôm nay bần sĩ xin kính mong tất cả quý vị, trước khi đến, trước khi đi, trước khi đứng nằm, nếu muốn nguyện cầu đừng cầu xin phước sao á, rồi chưa ai ừ, chưa ai cho, chưa ai nói được, mình xin bao la. Mình biết cái tội của người ta không, và mình biết người ta có đầy cái phước đức. Mình thiếu để cho người ta đầy ta hưởng, còn mình chưa thì bây giờ mình phải gieo. Mà mình không gieo thì mình làm sao? Mình phải tạo có đồng tiền, mình để mình gửi ngân hàng để dành để mua xe, mua cổ, cất nhà, cất cửa. Còn này mình không có đồng tiền nào gửi ngân hàng, mà mình lỡ cửa ngân hàng mình kêu thì có phải là mơ hồ sống nước không, gió thoảng mây bay không, có kết quả gì đâu. Thì người tu đạo lý, chân lý, hiểu lý, Phật lý, chúng ta phải nắm rõ hết. Cũng như đi qua cây cầu đó mà chúng ta thấy cái cầu này phải dính bằng cái gì, đi bằng cái gì, chứ không phải còn lắc lẻo quá thì nhờ xuồng đưa qua. Như thế nó cũng không có gì mà phải rầm ran mà cực khổ hết đó, tất cả quý vị. Quý vị quán xét tưởng hiểu và đánh rơi những cái mặt phàm này đi, cái ánh nắng chan rồi tối tăm mưa gào của phàm đi, rồi quý vị sẽ thấy cái sự của mình trật hết, không trúng. Chính bằng sĩ cũng trật, mà bây giờ bằng sĩ đã tìm ra rồi thì bằng sĩ đã tiếp tục chương trình mới, thì dội vàng nhắn nhủ liền anh em, à như vậy thì tôi đã khám phá được sự cầu nguyện đó là quá là không kết quả. Mà xin thưa, người tu không có cầu nguyện gì hết. Chỉ chúng sanh đang ngập trời nặng ách thì mình đã nguyện cầu trời cao đất rộng, Đức Phật mười phương, thầy tổ hay đó, vân vân, chứng minh hộ cho bá gia bá tánh được thoát qua nạn trời, giúp cho họ được biết đạo, biết hiếu, biết trung can, biết hiền hậu để họ sống tới đời sau. Và con cũng vậy, nguyện thì nguyện chung như thế, chứ không có nguyện riêng gia đình của mình, con cái của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, vì họ sống trong một cái nhà, mình cũng sống trong một cái nhà vũ trụ. Anh em ơi, chị em ơi, cô bác ơi, ông bà ơi, chúng ta là ruột với nhau đó, ruột thịt với nhau đó, chứ không có gì đâu. Đừng bỏ rơi, đừng đánh rơi, đừng xem như hạt bụi cát mà dài bừa đi trên tất cả mọi gì đó, không tốt. Mình tu rồi mà mình phải kiểm tra chặt chẽ, cũng như công an mà xét xe, xét đồ lậu vậy, phải moi móc, phải làm cách nào cho bằng được, thế nào nó cũng không giấu chỗ này, nó cũng giấu chỗ kia. Thì trong tâm của mình là cái chỗ chứa đựng những cái bất khuất, mà mình là một người công an xét, phải xét tận, phải hiểu rộng. Cho nên hôm nay trong đường tu của mình, tại sao lại bần sĩ vậy, cho nói vậy chứ, thì bây giờ kết thúc là trong nội tâm của mình, nội thân của mình, nội thất của mình, chứ không có ngoài nữa. Ở ngoài bao nhiêu chục năm nay, 70, 80, 100 có, hai mấy 30 có, đều là y như vậy hết. Bần sĩ cũng không có quyền trách quý vị đâu. Nhưng nếu mà ai phát nguyện bồ đề tâm, giác ngộ, thì phải cố gắng làm sao? Đừng quỳ lại mà xin Phật ban phước cho mình. Không có đâu. Phật có lãnh phước cho chúng sanh đâu. Chúng sanh làm phước chúng sanh có chỗ gợi.
mình công quả, mình nhờ Phật cũng đâu có. Phật chỉ cho mình nẻo nào, Phật chỉ con đường nào, giải thoát, giải quyết, giải phóng, giải ngộ. Đó, như thế chứ Phật đâu có chứa những cái mà phước của mình làm mà Phật chứa, Phật đựng sao bây giờ mình sinh. Phật biết hết, mình biết là Phật biết. Vậy thì Phật lòng của mình nói ra đi, mình làm đi, mình đi đến, kết thúc đi, thì mình thành Phật thôi. Xin kính thưa tất cả anh em, cô bác. Trong buổi trưa về cũng buồn lắm. Buồn gì vậy bần sĩ? Buồn không phải vắng bóng người, hay là không ai đến để lân la rồi nói đau. Buồn bần sĩ đã lớn tuổi rồi, chân thì đi chứ đâu có được dạo trong trong. Ngồi ở đây mắc lệ còn trồng, không ngưng được thương giống dòng hồng la. Ngồi cầu nguyện biết chứ mưa còn phong gió còn tạt. Nếu hiện hữu hôm nay mình sống còn rồi đó, thì trong đời mạt mình hiểu chưa, khó sống còn đừng nguyện gió mây đưa. Khó mà tạo phúc, nhưng mà tội quá thừa nghiệp năng. Đợt thanh tịnh buổi trưa buồn thánh văn, bần sĩ mượn đôi lời này để cô nhắn tha phương. Phật ân muôn pháp vạn đường, tình yêu nhân loại đang dương đang sầu. Mau tỉnh dậy để rồi rõ âu nguồn coi. Nếu mình nguyện theo Phật thầy rồi thì lặng lội bốn ba. Lúc nào cũng niệm cho ta, lúc nào cũng trưởng phước hại hà đôi nơi. Lúc nào cũng tu thiệt không có nói chơi. Lúc nào mình cũng nguyện Phật nguyện trời thứ tha. Con quá nặng, ở cõi ta bà này quá sâu. Con là một nhân vật tội của trời rồi, con nguyện thấu đặng sinh. Nhờ ơn cha ở thiên đình, nhờ ơn bà mẹ nặng tình thương con. Con nguyện Phật giữ lòng son như một, Phật hy sinh làm rường cột nhân loài. Gương lành kia sao con chẳng xét soi, cứ cầu nguyện mốc môi hành thi. Phật đã nói mà, cái gì Phật chỉ thì mình cứ làm, mình không bị tội mang. Cây này mình quá rảnh rang, hướng tâm mà cầu nguyện cõi Tây Phương liền liền. Cầu để sinh bạc, sinh tiền, chứ không có xin dứt não phiền chính mình tạo mình gây. Hôm nay buồn thảm giờ này, đôi lời bần sĩ chứa đầy thân thương. Bần sĩ cũng cố gắng để dẹp được mấy khói, cầu xin ánh từ quang thầy thương chói khắp mọi nơi. Cho con thức tỉnh đi kịp đi đời, để con tạo phước được thời hưởng ân. Không phước đức cũng như cái thân trần trụi, đất bùn lầy đâu có bờ bụi lan tràn. Chúng con tu giữa ánh đạo vàng, mà không phước báo sẽ rủi tàn ra tro bụi. Không có làm phước mà cầu hoài cứ cẩm cụi, mình sống ở giữa trần gian này trong bụi hiểu chưa. Hết rồi đừng có bãi vừa, nghĩ suy cho tận rồi sớm mới trưa tu hành. Đừng cầu nữa chị anh, đừng cầu nữa, mà phải tu để chọn lựa cả hai.
đường đi xuống cổ tiền đài, đường nào về cõi Như Lai tiên bồng. Hay nẻo ấy ráng nẻo trong nẻo đục, bằng si đã hiểu rồi kết thúc nghe chị em. Sau này tồn tại rồi xem, làm cho Phật đứng bên rèm an vui. Vui thấy chúng hết sụt sùi bẩn thỉu, vui thấy mình hòa điệu nhịp đờn, chỉ lo tu không giận không hờn, không miệt thì còn hơn người tiên vậy. Cứ răng tu đi không có xa vào cẩm bẫy. Ngày thấy mình sống trên đời này không lừng lấy bình an, đừng xin Đức Phật Tây Phương, ngày về rồi không được rảnh rang thương đời. Anh chị em cố gắng, anh chị em ơi, muốn mình có ngọc có vàng làm sao. Tu đi tạo phước đức nào thì là tu niệm được vào đó thôi. Mình chứa đựng thì mình hưởng rồi phước ấy. Ai ai giật được mình mà ai lấy của mình. Đừng cầu đừng bái lại sinh, sinh hoài sinh mãi mất tình người tu. Phật nói, sao con quá dạy ngu vậy chứ, dạy học rồi mà không cố nhớ làm sao. Thế gian con đã bôn đào, rồi rồi nhắm mắt nghi ra mau cấp kỳ. Phật sợ được sanh tử gian nguy Phật mới lánh, để rồi tu đi cứu cánh chúng sinh. Ngày nay trọn nghĩa trọn tình mình cầu xin Phật, mình xin nổi gì xin không được đâu, rồi còn sánh còn bị. Mày tu mày được cái này cái kia, còn tao thức trắng canh khuya, tao cầu lại Phật bên kia không nào. Thấy chưa? Như thế đó là làm sao mình đắc phước. Uổng công mình quỳ trước Phật Đà. Chỉ bây giờ mình niệm Phật vậy mà niệm sáu chữ A-di trong già. Xin kính thưa ông bà cô bác anh chị em, đừng lập mặt lạ. Khuôn mặt của mình đã quý giá ngàn muôn. Dù cho đất thám trời buông, hay là sống chết lệ tuôn, đừng rời không sao hết đâu. Mình có Phật, có trời, có tiên, có thánh mà diệu vời hộ ban. Đừng cầu rời phải gian nan, mình làm cho đúng thì Phật ở Tây Phương hộ trì. Họ đâu có bỏ viên ngọc quý, họ đâu có bỏ tài báo mà họ đi. Tài báo là người giác ngộ để tâm nước từ bi sạch ngần. Đừng cầu nữa nha, ba gia ba tánh, ngoài hay lại trong thân. Ráng ngồi bình tĩnh rồi luyện thần luyện tâm, soi cho kỹ để rời nhầm không có đúng. Phật từ bi đâu có hưởng dụng của phàm, đổ thừa chi rồi mình hành động, mình làm gieo ác thảm, mình nói ông cồ đàm không hồ. Coi vậy chớ thiên đình sổ bộ, Phật ở lòng mình giác ngộ đi thôi. Nhích đi một chút vậy thôi, còn mình mở miệng hở môi biết liền. Mau cố gắng bình nguyên để tu đạo, bình tĩnh đi, đừng có dạo đờn tranh. Người tu đừng giật đừng giành, đừng nghĩ rằng ta phải trở lại cảnh thanh kia kìa. Không có phước đức rồi ai sớt chia cho mình đó, không của tài rồi đứng ngó mà thôi. Trước thì mình phải làm tôi, làm tôi cho Phật sao về ngôi Phật đường.
trước nhất tu phải làm cho kẻ mến ngự thương, ở ăn trong đài trăm đường hiền nhân. Người xa rồi lấy người gần, kẻ sang người trọng rồi tạo thần mến luôn. Mình tu niệm, mình xuất hiện cái thân tâm, mình mặt mày không để buồn, mình vui cười cho tốt hơn triệu muôn ngọc ngà. Mình vui vẻ đó đó, mình giúp cái nhà đang buồn thảm. Một tiếng cười của mình của Phật tiên rồi đó, thì người đó thông cảm bình yên. Nếu ta hết dự làm hiền, đi đâu cũng được, có gây phiền ai chi. Nam mô Đức Phật từ bi, con nghèo, con cố, con tri tu hành. Tu phải ráng dụm dành phước báo. Nếu mà trên trước xét mình rồi, người đạo không không, thì làm sao vô cửa đại đồng, làm sao mình được về chốn mi rừng tòng cảnh thiên. Mình tu, mình mê chức, mê quyền, mê cao, mê thấp, mê tiền vàng muôn. Mặc tình ai khóc, mê ai tuôn, mặc tình ai đau khổ, mình có triệu muôn của mình không được đâu. Gần mở sân trình trời Phật sự, của tiền này mình có tự được không? Ơn trên cha mẹ phạt đồng, trời cho lấy lại trần hồng nào hay. Phương Đông, phương Bắc, phương Tây, phương nào trời cũng chuyển xây một bề. Mau tu tịnh đi, ráng chỉnh tề thêm chút nữa. Bần sĩ thấy nay mai trời đã mở cửa rồi, thả những bầy yêu quái tình tôi, bảo sinh chúng đứng ngồi nào yên được. Bảo những người ăn ngán nói ngược, suốt cả cuộc đời không biết phước biết ân, miễn là nuôi được tấm thân ta sáng giàu mập mi mạp hơn ngàn cân đã rồi. Rồi khi mình chết, linh hồn mình ngồi hay đứng, nó ở đâu, nó tương xứng chỗ nào, nó về bên Tây hay lại bên Tàu, hay là rơi địa ngục rồi nhào hố sâu. Mình phải biết, rồi mình sầu mình hận, mình phải hiểu sâu mình mới lập trận tam đồ. Việc lòng mình đừng có đắp tô, cản ngăn nó đừng cho vô đầy nhây. Nay bần sĩ ngồi buồn rồi thấy, thấy mình giờ xa bảy yêu ma. Ở đây là biển ấy hà, biển lòng của ba tánh quá xa sâu rồi. Sống nó bủa nó, nó nhồi ngày năm tháng, mà cả cuộc đời người không chán hay sao? Cả tiếng kêu bá tánh đồng bào đâu cũng vậy, anh hào hay anh kiệt cũng giọng giống, cũng cốt nhục, nhưng đâu có biết khi trời đất săn bằng rồi thì tê liệt hết trơn. Bây giờ còn mãi thua hơn, còn nghe tiếng quyển tiếng đờn quỷ ma. Tu không rõ đó, cũng như cái cây bị hà ăn ngọt đục, mà mình tu hiểu được rồi như cái trắc trăm muôn. Ở rừng nó chẳng có suông, nhưng mà nó chắc chắn có triệu muôn con nào đến gặm không được nó đó, thì làm sao ăn nó. Cũng như mình tu mà mình trọn lành gắn bó keo sơn, hận với buồn thua lại dữ hơn, ta đâu có phết sơn giả dối. Ta biết lỗi thì ta sám hối, để siêu tầm rồi diện mối Phật gia. Người tu rất chắn thất tha thì con mỗi đó dời hà nào ăn, ma với quỷ có nhạo lẫn nán nỉ.
dù nó la nó rên rỉ không màng. Chữ tu hành có tài sản giang sang, có đức độ có tràng phan phước bao. Nay bần sĩ ngồi tâm tình như đạo, ở rừng trưa buồn tái thảo bút nghiêng. Rừng ơi, rừng hỏi nguyên thiên, thần rừng cũng dậy giúp liền cho ta. Ta sống sót để khuyên đà bá tánh, ta nguyện Phật trời cứu cánh người hiền. Chớ ta nào có nói vọng liên miên, hai mê của mê tiền mê bà. Còn bây giờ thì thân ta phó thác, trời Phật chứng minh rồi, Chúa chắc không sao. Anh em cốt nhục đồng bào, đây lời bần sĩ kêu gào buổi trưa. Phải cố gắng, có tật xấu thì mình chừa mình diệt, còn mình cầu nguyện chi, mình biết mình yếu phước không ân. Thì ráng gieo, ráng tạo nó mới gần, rải phước báo thì ngày cần nó mọc. Rải có một mà nó lên ngàn cái cây phước săn sóc, rải có một đồng mà nó mọc trăm muôn. Đừng về cầu nguyện như xuông, cầu chi mà Phật thảm rồi ngài buồn vỡ ta. Chỉ cầu nguyện con niệm Phật Di Đà Tây Phương Cảnh, ở thế gian không giờ nào rảnh đâu người. Ráng hy sinh nhín nhúc vui tươi, ráng tìm hiểu mốc bư thành tội lỗi. Đăng cũng như áo phàm hôm nay ta cội, thầy cũng mừng cho mình biết lỗi sửa sai. Dù đông hay lại dù tây, đi đâu cũng có Phật thầy Bồ Sơn. Ráng cố gắng, không có sợn chí khí, vì ta đã nguyện cầu rồi thọ ký với Quan Âm. Thì ta phải ráng âm thầm để gieo phước đức cho tâm sáng ngời. Chữ phước báo đó mình để đời sau mình hưởng đó, mình còn dư thừa ban cho con cháu người ngoài. Cảnh tu hành ta hỏi vậy mỗi ai, kiểm phước báo đi coi hằng ngày mình có hay không vậy. Nếu làm phước thì mình che đậy, mình kể như mất nó rồi, sao mình thấy còn nguyên. Còn ta có chút của thiền, cho người rồi lại làm phiền chửi gian, rồi nhắc nhở đó, rồi thở than là phước mất. Đã mình gieo đó rồi, mình giấu cất trong kho tàng, tại sao phe làm chi với bá tánh trần gian. Họ không phước, họ bướng càng, họ cười cơ. Xin kính thưa anh em đừng háo hức, ráng sống lại coi đời bằng chia sớt giùm cho. Tỷ ta không có gian khó, rừng buồn ta ở lại giàu to. Đức lành, đức ở trước, phước ở sau sanh. Phước kia đờ đức nọ, chứ phước dành trước khi đức kia sao đã vậy. Thì ta gieo phước đức từng khi để đời, phải có phước mới lập đức được người ơi. Muốn thu mà cũng được, chứ gốc trời cũng thanh. Ngày nay các bạn hiền lành, bần đàn kêu reo chị anh ở nào. Ở xa bên Mỹ, bên Tấn, bên Tàu, bên Miên, bên Thổ, bên nào Việt Nam cũng phải ráng, phải làm người cho tốt. Ta dòm lấy đi, thấy cái hài cốt người đi rồi, có gì đâu mà nghĩ xa xôi, mà lem dính bẩn tội đem vào tri. Phật nói Phật thân này còn đem bố thí, còn cúng nhường rồi, mình nghĩ phải hay chăng? Buổi trưa khổ sở khó khăn, dù đau, dù khổ,
bần sĩ cũng ngăn đôi lời tặng quý vị để xem, chứ đừng nói xem chơi coi thử. Mình là người tu rồi học chỉ hai chữ từ bi, mình tạo dòng suối đó mau đi, giường kia dừng mật niệm từ bi rộng dài. Ta đào ao hố đó, ta chứa nước ngày nay, nước từ bi nó nhỏ giọt trong ngoài trong gieo, buồn thì tắm nước kỳ theo, ta buồn ta tắm nước từ bi sạch ngần. Ráng đi đạo, ráng anh em cô bác xa hay lại dù gần, đây là một vị sĩ bần nghèo khô, nghèo xin cô bác đem vô đôi lời phế phát nguyên, đừng trầm trồ trễ đa, chứ bây giờ cầu phúc cả nhà, làm sao mình có phúc vậy mà Phật ơi, phải tạo mới có phúc đức mới đáo lay, phải ngồi thiền đạo đừng nổi hoài phàm phu, bỏ tất cả để ta tu mới được. Này gieo phước ngày nay bằng tay kia, ta gieo phước trong ngày hai nhập lại là Như Lai giải bào. Phước đức đó do người đạo vừa giúp đỡ người vừa cứu cánh mà thôi, phước ta đi đến cho rồi, Phật trời thấy vậy dung bồi tăng thêm phò hộ chúng. Dù đêm ngày hay năm tháng, nay sĩ bần cũng quá chán kiếp đời, lẽ nào đâu bỏ chúng tả tơi. Không phải thiếu tiền bạc, nhưng thiếu thời suy nghĩ lại. Mình tu Phật, mình không biết Phật, mình tu giữa thầy, mình mãi bỏ bỏ thầy, làm sao mấy tạo dân say, phản thầy phụ bạn được phút giây đau sầu. Không ai giết mình đâu, để được tâm mình hầu cắt đoàn. Tại sao kho báu của Phật trời mình chứa bọn quỷ ma, nghĩ rồi ta nghĩ thân ta, ta bỏ quên lục tự Di Đà ngoài kia. Nhắc đạo sĩ canh khuya thức dậy, dù mình hiên ngang bao nhiêu lừng lẫy bao nhiêu, thì mình cũng phải bị tiêu xác thân ra cho bụi, hồn chiều về đâu. Canh khuya bận thấy đau sầu, băng ngày rồi thấy rồi âu thêm buồn. Không, không phải bần sĩ nói ra mà là một bậc điên cuồng. Điên thơ, điên lý, điên tuồng rồng mây. Điên ta làm tớ của thầy, làm dân ở đất Phật giờ này bình an. Ta điên ta sẽ biết đạo tràng quý giá, ta biết đạo Phật rồi cao cả dương bao. Hy sinh phước báo ngày nào, đem dựng cúng Phật ngạc ngào vô biên. Nhưng Phật chứng cho người thảo hiền rồi đó, chứ Phật đâu có nhìn có ngó món quà. Phật nhìn tâm chánh thiện của ta, Phật cứu cánh vậy mà giác ngộ. Mình tưởng mình đem vàng dòng hay tiền, đi xe đi cổ, đem đến chỗ nào rồi Phật dở sổ Phật ghi. Bây giờ mình lại đòi thì, hay là mình xin lại từng khi bớ trần. Đừng xin phước nữa nghe không, người xa hay lại người gần, nghe đạo sĩ bần vắng tắt lại đi. Chỉ tâm cầu nguyện từ bi, mình nhìn thần nhìn cố dễ thì làm mau nhìn đi, để giúp người khổ đó. Đang khát khao đói rách, mình giúp người đi, Phật không cách mình xa. Tại mình bôi Phật đấy mà, chờ mình đâu có nhớ Phật ở trong ta kia kìa. Ráng đi quý đạo anh em cô bác, bần sĩ đất xớt chia, đổi lời nồng mặn rồi lốt canh khuya trưa về.
thâm thẳm lắm. Ta cũng tái tê nồng nhiệt, nhưng ta cũng đau lòng rồi, nhưng biết nói gì giờ. Chỉ nếu buồn nói lý nói thơ, không có nói du dơ đời nữa hả? Ta nói làm sao cho người căn quả phải biết được đường về rồi trả giá rất cao. Đường về sứ Phật ngát ngào, đường về sứ Phật đâu bao dễ dàng. Đi nha quý vị, anh em chị em mình đã súm lại lên bảo cái tràng phan, còn tạo nhiều phước đức thì mình gửi trong kho tàng bảo châu. Đời ơi có mất ở đâu, mình đem phước đức canh thâu quá đầy tạo nữa đi quý vị. Nhưng đừng có nhắc, mình nhắc rồi một phút một giây nó tan tành biến đổi giờ này ra cho. Dù ai bố thí của kho, nhắc ra một tiếng rồi ra cho ra bùng thôi. Đừng có nói mình anh hùng anh bá, mình hay nè hơn người nè, mình cao cả hơn người. Nhưng hơn làm sao mình được vui tươi, làm người tốt để thọ từ lời Phật. Mình hơn người làm sao đó, mình xa cảnh vật, mình ở cơ trần mà bất nhiễm cơ trần. Mình hơn những người không phải già, hay là trẻ, hay là đạt lý cao thân. Hay lầu ba lầu bảy mình ngồi gần gác phương. Mình hơn mỗi người mình cực thân không sướng. Mình hy sinh để giúp cuộc đời này như con dưỡng chuyền tay. Làm sao nó mãi chuyền hoài, nó đâu có nghĩ cái tài bở người. Mình cũng vậy. Người tu đạo đã giúp người không có nghĩ, và không có kể chuyện gì mà rên rỉ đã giúp rồi. Kể như mình giúp đó than ôi, mình kể nó mất nó trôi rồi ra biển. Buổi trưa về bằng năng cầu nguyện, nếu ai nghe được đôi lời này thì đừng biển đừng khinh. Lời này đâu phải sử kinh, lời này bần sĩ nhắn tin thăm người. Tình cốt nhục đó, trong võ trụ vui tươi, cũng là dòng máu, rồi cũng nước mắt mặn nghe người kia kìa. Đừng thù nữa, đừng phân chia cắt nữa, trời đã diệt hết rồi mà, đứng giữa không hay. Hướng đông rồi lại hướng tây, hướng nào đại tội thì phút giây trời trừng. Phải cố gắng mình tu niệm, mình không mừng mà không có sợ, vì mình biết chỗ ở này là chỗ nở của ta, nơi đây là chốn quan hà, nơi là biển ái dễ mà vui chốn. Chiều về có ánh hoàng hôn, thấy chưa lòng đạo sát hồn về ngươi. Lúc nào cũng vui tươi mày miệt, ta đã khôn ngoan rồi, ta đã biết nghĩ si. Hỏi ta tu niệm để gì, ta tu làm phước, có nguy phước đền. Phải cố gắng đừng quên câu bần nhắc. Mình người tu cũng như món quà tiệp khắc để nhập vào. Thấy rõ chưa? Mình phải đóng cửa hàng rào, đừng để quỷ nó nhào vào, nó thám hiểm. Mình người tu lúc nào kinh nghiệm âm thầm mình rồi mình hiếm mình hay. Đừng mong làm Phật làm thầy, mình còn ở dưới bùng lầy lắm chân. Nếu mình có muốn hơn thì mình phải chấp nhận từng cơn tu hành, để cho chúng đó đạp danh cũng phải. Mà mình làm tốt giờ người ta búng rải cũng vui. Đó là mình chẳng ngắm ngồi Tây Phương cực lạc Phật vui rước về. Mình chinh phục được mình, kẻ sở người tệ, mình đem về bạch ngọc rồi tứ bề giao cho. Mình đem mình đi được đi, đừng sợ đói, đừng sợ no, đừng sợ người đói đãi gai go với mình. Không sao đâu, ta có mắt,
ta nhìn, ta có ngươi, ta thấy mà, ta có tình mà ta không thương, thì mặc dù ta đã làm gương, người nhìn cũng vậy, người bất đường cũng thôi. Hôm nay bận sĩ trưa rồi, ngồi buồn nhắc chuyện dân ôi ráng nhìn. Buồn ai kết bạn tâm tình, buồn người hiểu ly hiểu tình ta thương. Buồn ai không chịu làm gương, buồn ai lạc nẻo lạc đường làm sao. Buồn ai mắc lễ ta trào, ta vui sao được vì đồng bào sát sơ. Buồn ai ta mãi trơ trơ, không bước đi cũng không bước, mà muốn về cũng không. Buồn ai ta lại trong lòng, cạnh khuya thức trắng náo nồng lo cho. Buồn đời gặp phải gây gỗ, tại không đầu Phật rồi không lo chầu trời. Buồn ai mà lị cái đời, Phật răng không biết mà dạy thời không nghe. Buồn ai trợ Phật chở che, tưởng đâu linh thỉnh mà quỷ e hộ mình. Nếu nghe quỷ thì quỷ rinh ma bắt, còn nếu nghe Phật rồi thì Phật dắt về quê. Không còn ở lại tái thế, trần gian lâm cảnh u mê chán mầm. Ngày nay hiền hậu ta làm, nếu còn hơi thở ráng làm nghe chưa. Còn ăn, còn uống sớm trưa thì chiều làm phước, rồi buổi sáng mây mưa tránh liền. Phước báo ấy đó, thì cứu mình thoát cái cảnh gông xiềng ngục thảm. Phước đức ân thông cảm chở che, chỉ hôm nay trong buổi mùa hè, lớp nắng hạn, lớp mưa gào thảm thiết. Vậy mà chúng tu mà không biết, còn bần si nghèo rồi tai điếc mắt mù. Tâm lúc nào cũng nhớ tưởng người tu, bỏ trần trượt cho nên mù nên không thấy. Tai không nghe những người nói năng sái quấy, còn miệng âm thầm rồi không lừng lẫy nay mai. Chỉ là nói việc ngày nay, nói trùng nói trực, nói tính không sai. Dạy người, dạy dỗ người để vui tươi học đạo, dạy người kia phải bỏ sóc xảo thù hiềm. Cả ban ngày rồi cả ban đêm, chứ không có cầu nguyện xin thêm phước báo. Vì mình kiểm lại mình thật là người đạo, không có chút nào mình sóc xảo mưu mô. Làm sao không chịu quạnh cô, còn mình còn lại trầm trồ gian sinh. Thấy chưa, mình đoạn chưa diệt tình. Mình không có thương Phật rồi thương mình làm sao. Nước mắt chảy trưa nào buồn quá. Người người ơi, Phật xóa chưa trời trừng. Nếu ai tu đạo chân hưng thì là đừng sợ, chưa đừng mừng đừng lo. Tâm lẳng lặng chưa qua đò thầy đợi. Dù nơi đâu cũng hỏi tới liền. Tại mình còn náo còn phiền, trọng tâm không chứa chiếc thuyền làm sao. Việc cảnh đó thì mau nghe đầu, tránh cho xa mộng ảo ô phiền. Tránh đi làm dữ làm hiền thì là mình thấy, chứ chiếc thuyền neo ở đây. Bần sĩ biết vợ này khổ sợ, nhưng nhiều đời thiếu nợ trả liền.
cộng thêm nghiệp quả liên miên, bây giờ chấp nhận trả liền đứng ở trong. Còn phút cuối nhẹ lòng hải, Phật cho mình hối cải ăn năn ngộ tâm sửa đổi, chưa rồi hằng chỉ trong một phút chưa sang bằng hết trơn. Tội như núi Thất Sơn cũng mất, nghiệp quá dài dù cất nơi nào. Tịnh tuồng tỉnh giấc mau mau, thông minh hiểu hết thì làm sao chớ nghiệp còn. Tu xứng đáng làm tròn chánh quả, tội tiền xưa mình trả cấp kỳ. Hy sinh không bỏ việc chi, việc gì cũng nhận cho mình làm giúp dân. Tao chữa phước ngàn cân ngọc bao, ai cho mình bơ đảo ngự thu. Dạo kia lục nhách lu bù mình mài, cho khéo cần cù cho lâu thì giao kia để đâu cũng bén. Tụ tốt đi tầm kén phân ra, ráng tu thiện sĩ tại nhà. Đổi lời mà bần đạo chứ thiết tha chưa buồn. Thần rừng ơi lễ tuôn ta chạy, lỡ rồi ta biết phải làm sao. Lỡ nam lỡ nữ ở nào, lỡ ta mà xuống thế chớ nam mà trào phải ở phiên. Lỡ bạc rồi lại lỡ tiền, lỡ dần vợ chúng ly phiền ghét ưa. Lỡ xóm rồi lại lỡ trưa, lỡ bãi chớ lỡ bừa, mang tội chớ đầy thôi. Lỡ ta ôi hỡi làm tôi bị người bạc béo như dối kia càng. Lỡ đàn ông rồi lỡ đàn bà, thôi ta cũng ráng chớ hại hà dòng cháu. Lỡ lâu rồi lại lỡ mau, lỡ ở bên Tân bên Tàu về đây, lỡ rồi bốn phía đông tây, lỡ ta đờn khải không ở dây thân rừng. Lỡ không vui không nào không mừng, lỡ rồi ta nguyện cho trời hừng hướng ở đông. Lỡ nam lỡ nữ rồng rồng lỡ rồi, chẳng phải mà đàn ông xính đời. Lỡ xuống thế đôi lời phải nguyện, nhắc phàm đời kết chuyện tiên thần. Lỡ ta ngồi phải phân dân, lột đi sắc áo của trần nặng thay. Áo tiên Phật kề dây thì âm, mát cả lòng khỏi tâm hằng giờ. Áo phàm đẹp quá mà dơ, năm mười hồ nước trơ trơ dơ hoài. Ta đã biết thi hài đã mất, tắm nước gì đem cất ở đâu, hay là mặc áo da màu đẹp tình đẹp ý đẹp nào ngoài kia. Đẹp cảnh Phật cảnh khuya thuyền đảo, lục lại mình đừng xào đừng ngôn, tâm mình đừng có bôn chôn. Dù cho lấp biển dời còn không than, ngồi phó thác thuyền đàn cho rành, ta cũng nhường
tâm tánh Phật rồi. Rừng thần trưa nọ rừng ơi, ta buồn than thở rồi thôi, thương người. Chúc ba tánh phước dư đông hải, chúc mọi người hối cải ăn năn. Chúc ai giáo huấn thượng hạnh, học thông bài mới. Khó khăn đừng buồn, học để biết cái tuồng Phật mở. Học phải hành, phải nhớ, phải luôn. Kính thăm chúc hết người tu, nơi nào cũng vậy, cần cù Phật thương. Ta dài dạng gió sương mặc kệ, còn dù ai chính bệ cao cầu, không sao lợi ích chi đâu. Ta cầu ba tánh đạo màu tu thân. Nam Mô Di Đà Phật. Trong buổi trưa về, bần sĩ xin kính chúc lần tất cả các vị phương xa gần anh em. Bữa nay cũng có nhận được lá thơ mới của các bậc tiền bối của mình. Vậy hôm nay tôi bần sĩ xin kính tặng tất cả anh em đạo đồng và kính chúc lành từng nhà được thoát qua nạn ách nhờ trời Phật thương, làm sao có phước đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần sĩ xin kính phúc nguyện cầu các vị. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đức Giáo Chủ, Phật Tổ, Phật Thầy, Bùi Sơn Kỳ Hương.